Good morning, class. So today we're gonna go on our unit 8, talk about science and technology. And this one is lesson B about genetic engineering. We used to heard the word engineer with industrial engineer, technical engineer, and today we talk about genetics engineer. So you can find it out from page 33 to page 38. And first thing, the big word for this one, it was predicted that baby born to live to 120. It means that in the future, people or our next generation would live up to 120 or maybe longer than that. Because of the advancements of bioengineering. Okay, so let's get together. One thing is about the protein. Is that we live longer because there will be protein developed called epidural growth factors. This made the biotechnology increase the speed at which burns, wounds, and ulcer can heal. Okay, so the proteins are already being marketed in Japan. Chẳng chúng ta tìm mùi ni, nhằm xôn bật thaym khám ai bằng tích. Cứ dương nâng miên ở dụ, quên tư, chỉ bởi xe cứ khám ai chúng nón cào ý. Rủ tìm mùi, nẹo chia xa nâng rộp khư, thân nằm bảo phê chi protein và protein đã thua ỏi một rộp bù. Và cả rời lý ấy xem xếng cứ chạp chia sạch bào ấy. Chẳng cả nà rộp bù chạp chia sạch bào ấy. Vì tập lọc màu vĩnh mình tham mê ruột mà chẳng nuốt vì châu lọt toàn. Và nè, vụ ấy rộp bù phía trán cứ dừng đo thân nạc cắt ở vẹn dự viện. Rư có đo thân nạc cao này ca cổ thân nạc đo dự vật. Cứ mộc bì mê ruột vì châu tam mộc rộp bù. Chẳng bì đầm mình proteins đa lý ai tư xâm lạp. Xong tốt đã từ vì ách chìa ba một bộ cảnh tả lươn được dân mơ không rừng Hollywood nữa. Và mình là bộ chân còn đã đạt là bòi lươn tích một bộ không có chọc đám cùng chồng nghiệp liêm liêm bằng tay biểm đó là PT. Và thà viên là mình là bươn chiếng, lươn chiếng ở vầy để dân chìa ba này phía bài dạp bòn. Number 2, pancreatic cancer is likely to be treated with magic bullet. Okay, so right here we talk about magic bullet that can cure all kinds of cancer, not all kinds, but most kinds of cancer, include pancreas cancer as well, in 10 years. There are antibodies, okay, we call antibodies, the genetic engineering called antibody, which recognize the cancer cell and carry radioactive drugs to them. But not to the surrounding cells. Và chẳng kia nằm miền bà chai vì chìa mùi tiệm khá thà antibody đã một nghiệp bảo vía cứ chôl từ thơ áo ấy riêng cái bảo dưỡng khá thà vì từ bà chăng nâng từ khá thà xâm lập acoustica cancer nâng bà rư có thơ áo ấy dương lên squall. Acoustica cancer nâng vì chìa alien tiệt và vì tới chỉ khả thả đủ chỉ Kauska thông mây mùi tiết nè chẳng thua ai mê rô cancer nâng ai slap bàn được phê là mùi anh ấy nhạc kháng phết bàn chung yên tràn chiêng để xa dương kháng ông lê dương kron thầm mưa tạm ạ thần này tạp bàn nọc bà chẳng nhạc đầy ai chạy phết dương ai chui bì dô bà thay em tiết bàn á phụ ấy anh ấy cứ ca dô bài dương tụ tới cứ mần toàn phước đà mần toàn cực chung kỳ rôi định nhạc chung yên kháng phết hay bệnh đang tiết sát tỏa bệnh chứng nghiên kháng cancer thật tiệt bằng dù cho bà vì ok. Number 3, about interferon undergoing trial as a rheumatoid this treatment appear to reduce inflammation and pain. Ok, chẳng tìm mùi tiết cứ tệ tương cho mùi nâng ảnh à cốt tại tâm phất dương miền phía bạch bọn là hai cư thân nằm xâm rạp chìa ba ca rửa liệt ca liệt sẵn lạ
ca spot kèn tam thật say và nè chắc là mình được cái này chắc tới cứ chấp đam ca lọt chấp đam bốc ăn sắc ăn tại vừa đa lên rồi và hàm chụp công hàm ấy nâng chân chia xa cứ cái bàn test tiếp còn tha vì mình toàn mình lẹo gần nạ và sẽ tập hiệp mà rồi phía rồi thì nếu phía bây giờ bọn này chúng ta tiếp buôn dương nâng ruột nơi căn là dù tờ cứ cái miễn insulin like factor called IGF. This will is an ingredient which make bone start to grow again. Ok, chẳng thua chẳng bảo dưỡng cứ rịch lụt lùa lươn chứng môn nè. Và thì cái bàn thua tay hai và thua tay mùi nâng sát hai cứ chỉ insulin mà phê đã thua chẳng dưỡng tiệm bạ tới việc xa chọc nên lươn lươn chiếng dưỡng chiếc bà tạm bạc và chọc bọn. Number 5, tissue plasminogen activator called TPA. In the article say TPA only. It's one of the success stories of biotechnology. It quickly dissolve blood clot and stop heart attacks. Okay, so this is another type of prediction. Cứ cái prabapuan plasma TPA này. Nằm bay cho tức nông ta sai chiếm bỏ dương. Từ rùm lý dissolve và từ rùm lý blood clot. Mình nói thà chiếm đại cổ nó không thể xảy vai nè. Để chiếm một là hai thua dưỡng mình trong ngữ kèng bệ đồn. Nên chẳng dùng mưu nông YouTube rồi có nông Facebook có miền video mà chúng luôn cái trail ổng phí. Các bạn sẽ bị chia nano. Đồng bây tới rùm lý chiếm cổ nó không thể xảy chiếm cực lại không có riêng cài bỏ dưỡng. Chẳng thua dưỡng live longer. Và 6. Atrial natriuretic peptide is a newly discovered hormone that may have reduced risk of stroke. It may also be effective in blood-related disorders. Okay, chẳng này cứ chỉ bảo vệ các chế ba môi bảo vệ tiết cái atrial natriuretic và peptide nâng tu nâng tì vì cứ tới chuỵ nè discover hormone bà thì chuỵ mờ hormone bà để thôi ấy cắt thôi chừng nửa stroke bà chừng nửa stroke chẳng đặc là có vô tới là sẽ bị stroke nhóm ảnh vô ban tích tuổi thay chừng nửa stroke cứ chừng như đặt sai chiêm trong khu các bang lại thôi riêng cài bao dương ngọc luôn môi trong hiên rồi còn ngọc luôn chẳng strong rồi có slap nơi chấm lạnh nào mùi bề khá cứ chấm một lạnh đăng khăn chạy đám lạ con tay chạy đai nhưng mà mình chạy group PT to tay nhẹ đại chỉ PT từ bây giờ bị stroke này mình miên liệt nặng ra thà chân tay chụp bạc từ chẳng nick cái chi ông nào nàng mùi tiệt đại thà mà đâu nước không thay nào cốt nâng ru can tay dù và để xa tay chấm ngư mà chấm nuối nâng châu mà đọc sai bằng hà bỏ dương luôn mà được sập ngày ní cái pi cái thà traffic accident rồi có other natural accident cứ bị die because of heart attack stroke nè die because of diabetes ấy tiên nâng virus disease that attack our body include cancer và ruột tiếng chủng ngữ cancer phong đài. 7. All cancer may have by magic bullet called a magic bullet, right? Chẳng ở đà từ chủng ngữ cancer trong nó có ban dạy đà chủng loại thằng mộc nó cứ kỳ năng miền magic bullet để ai tới sản phẩm cancer ai thật chẳng ở rồi có picture nè tăng tuần này tì bảo vệ thứ ấy cứ antibody which carry drug to cancer cell and by protein which stimulate growth of white cell và chẳng kể năng miền năng bằng cái chỗ năng khuôn bò dưỡng thuở ấy cả chiếm sò tra ơn tới sầm lạp cao dịch cá mà hà rịch. It is hoped that lung cancer may be stopped by chemically engineered drug within 20 years. Ok, chẳng ở bởi tụ tiê 20 years cứ nông lòng biểu dương nào lỡ ai. Kỳ tha chung ngư tì hồ chìa lung cancer ấy năng lên chìa bánh hà tiết.
tay ông ấy cứ dừng cặp thoi men để sao mà đủ cặp thoi cả trụ bờ rầy nhé bàn tay ông bà xã ta mùi cứ xài mà tô xài là mà đồ. Number 8, biotechnology has made it possible to use human insulin to treat diabetes, so reducing the risk of infection. Okay, cả tu ti tiết của mình dùng cái vi cá sạp này hay cancer vi cá sạp đòi stroke đòi ép sinh hay cứ sạp với sạp diabetes chừng như tụng nôm phải em chẳng nẹp chia sạc kê tha dương nằm biên thì sạc nông cạp chia bao để pra human insulin và cứ insulin đại miên nông riêng cái bọn mình được bỏ dương phút ai nâng miên tha kê ách miên thì sạc bằng cách insulin ở tràn chừng môn phụ ấy chừng như tụng nôm phải em cứ chỉ ca khoa nó ăn sơ linh để tránh bị thong và lủng pê nhé và tránh bị lủng pê mà vì mình miền là tập hiệp từ tục chết score từ bẩm lên à ha để dùng hộp nướng ở bàn cướp cuan bị khát thua sự mặt tập hiệp và lật tích pê bị khát khỏi việc lật tràn pê và để thua ở cá chi chúng người thường phải ăn những ai chẳng đẹp chia xa cái thang cái đường prau insulin đã miền sắp đang khôn mà đúng mà tại mặt đồ ở việt tư bạch hàng rồi gọi cái ai tháp tham bạch chạy chi một đợt không khôn bao dương làm bài lật insulin nè. Okay, this one they have tested with pig. Okay, and same way will also about to cure AIDS, nè, AIDS multiple sclerosis or muscle dystrophy và rồi có tập chia ba cái prau rụng một đợt kia tập chia ba chủng ngữ A tập chia ba chủng ngữ cao kẹn lạ rồi có chủng ngữ sạch đom và răng sạch đom nè rồi có sạch đom năng vi ọt nà ca là o. Our body may live to be more than 100 years or perhaps 120. Advanced in medical science is a field called biotechnology. Mean super baby may soon be reality. Okay, so this one we have mentioned already. Why people live the next generation would live up to 100 or 120? Because gen can actually be identified in the womb ba chang gen bo jeung kư ke aich kamnot ban tang we neu knong puoh tam neu mleh ho ba jeung neu niyam pi gen nang DNA bathan tiet neu pi video slide btoap chang ke tha government has set up special steering committees to advise genetic therapy. Genetic engineering is changing life. Okay, for people under 50 implication are extraordinary ba chúng mình đối dương chư rồi còn đối dương miền bắc nhà ai lừa riêng cai sọc hiệp mình sợ là lạn nữa cứ để xa tại gen bao dương mình nè cứ vì ai miền hà gen soi gen khâu gen sao nè đây trong lịch thả bờ sân chia cái trả rồi một nâng cho tất nông mình đối đại miền less than or under 50 vì thôi là tập hợp cứ extraordinary và cứ là tập hợp cứ lo khang miền tây tại mặt đường. A predict number 10, or it is not predict as well, but it is about the supporting why people live longer in the future. Scientists can actually take human strain of DNA. Nah, DNA. Chẳng, nèo chia sát nó miễn sản phẩm và sắc xa xí chấm rơ bí bóng bóng xài sản phẩm bỏ DNA không riêng cài bỏ dương. And correct any flaw they contain và chẳng cái chỗ to control information nó không riêng cài bỏ dưỡng hay cái ai cài flaws cài chẳng nói sao rồi chẳng nói đã là thật xoay rồi bỏ DNA không riêng cài bỏ dưỡng pro DNA được chiếc sai cho bạn chẳng chẳng vì mình có lãnh khắc hậu chẳng cái cắt ở nâng trao cái correct it nế tại cái thà ảnh ấy cứ hạ chìa to là dạng hỏi nó có cho lọc bị pram từ mà rồi cho nam tiết đây tạm thử tử rồi. Young patients are transformed by artful science of genetic engineering, which the scientists can clone or copy DNA strain. But young science got a scientist got a copy, a copy, no, a clone, no, a bit of movie, no. Then, by young, be my dominant, the dark number, dominant, teach young dominant, that means then, or be a copy, then, and your dark number, and kind of dominant, teach, but that's who I might. Put them back in the body, new, improved, and healthy. Và chẳng thua ai sọc hiệp bỏ mình đâu bao giờ nó cứ lo bật xa lãng vinh.
This could reverse the effect of virtually every disease in human human body suffer. Và trong bất kỳ ai cài phần DNA nó không riêng cài vào dương bà ní có miền này đại thà cái ai ấy cứ cái ai tlop và mà đúng mình đại miền trung ngữ chẳng ai tlop vì 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 tiếp thôn thôi ai mà xa vậy rồi có ai đó là cáp chia ba và that's one error, double O here. According to Dr. Brian Richard, research scientist with the pharmaceutical company British Biology, it will revolutionize the future. Ba, chẳng phải là cái thứ DNA, cái DNA mình đâu bán, cái nào cái DNA bán cứ dùng cầm nọ, rub riêng bỏ bỏ cầm bài cầm phù, ba, paid, ba dùng cầm nọ, chia ba chung ngữ một cái, ba, nè, chẳng thua ở sân cột nó việc. Căn tại tràn tới rồi có dường như bài viết ha mình được slap miền tây mình được cái miền tràn mà đồn chẳng chỉ một hạn này over population nâng ai developing drug copy nature by genetic engineering now the strongest weapon in science bạn chẳng lời có kịp ra ra đài nơi không thả thả chi và xa điều thi again killer disease và không ca bạch trang nâng chung ngư bạch vật bỏng được mà chung ngư nâng bà chẳng ní kì chìa xâm đầy rô bó Professor Sir David Walderall who is specialist in genetic disease and advisor to the government of ethics of what is now called genetic therapy the possibilities of one human beings physically altering others bà chẳng ní kì chìa concept rô bó lục Sir David bà và tha về đại dương ai pra develop drug và đã ai copy ai vậy đó cứ vô làm nón tam thom mà chết và mẹ thom mà chết vì miền đam chư miền anh chân rồi có rồi có chết khla vì ở dụ đó rồi còn chín năm và sát khla vì ở dụ đó rồi rồi chín năm nè hết ấy bàn thom vì rừng rồi có thom cả đang vinh bài na bài này nó cứ cái vô làm nón thông mà chiếc nâng dơ mà sắc xa đâm bay bằng cao tới chia rụp môn cả thà biotechnology nâng mình tại khang biotechnology ở mình tên tư xây cả đau này cả chia sàn lưu lục dương ní cứ copy bì nature màu tiếng ơ xong bay ta dùn ho có copy bì nature màu đài tam lùm nôm sắp cha tam lùm nôm sắp stèng này dân tư ok eleven again this one yes 11 again genetic therapy means correcting inherited defect in bone to make up the absence of normal genes và chẳng cái thà genetic therapy nó cứ việc phá đồng bày ấy tới correct tới cái à này à gen để dương tựa bằng bia bốc bì mà đài mà tăng bực nóng phù hợp à nế cái gen bao nhiêu năng phụ ấy không gen bao nhiêu vì miệng lạnh khác cứ bạt mà absent of normal genes và chẳng dương bạt lại nào mỗi chúng ta vì mình bạt đi vì khâu cho được cái tư đại dương chầm lòng bẹp bụng mà đại dương máu nè ok chi viện miền dây đài không nát thì đã mỗi đập pi năng the research and development of drug used in genetic engineering has been existing for 15 years và new drug and vaccine are being created every day to beat hetero fatal illnesses ba chăng cái bật time tí lại ni cái ta bởi vậy cái thằng năng vaccine nó cứ cái bật rọl đằng ngày nưng đảm bị cái cái phía ba chứng ngữ cách hạ ni ni there are around 50 genetic engineering drug already on the market there are around 50 only treating disease from open wound and the common cold to leukemia ba chẳng rọp tăng pi chủng ngư rbu đó chủng ngư prasai na chủng ngư phseng phseng tiệt ba chủng ngư ni ñom ọt sơ chkoal skoal chbas ti ba đặng chi chủng ngư ép kọt ti tọl khang pẹt ban chủng niên khlang 12 biotechnology is allowing us to understand the genetic basic disease ba chẳng a pi ni ka srao chriev technology by bio nung thua yeung skoal pi tha genetic ba yeung saksa pi mon tram tai gen ba manuh kư saksa pi gen ba chung ngư
ឬសអីក៏ដោយលើលោកហ្នឹងគឺកើតចេញពីប្រព័ន្ធហ្សែនឌីអេនឹងឯងអញ្ចឹងគេសិក្សាពីហ្សែនរបស់ជំងឺហ្នឹងតើជំងឺឬវាមានហ្សែនបែបណាអញ្ចឹងគេសើទៅសម្លាប់ហ្សែនទៅសម្លាប់អីហ្នឹងទៅឬក៏គេកម្លាយវាពី negative ឲ្យទៅជា positive. Scientists can now decide what need to be extract from a strain of DNA by using special chemical protein called an enzyme ba enzyme ba អញ្ចឹង scientists គាត់ មិន គាត់ ប្រើ DNA របស់ យើង ទៅ ចូល ទៅ ប្រើ ប្រព័ន្ធ protein មួយ ba ណា ហៅ ថា enzyme ហ្នឹង វា មាន ទួនាទី ចូល ទៅ snip off unwanted DNA particle ba tức cắt DNA nào mỗi phía riêng cài bỏ dương đã chứa DNA để kia chọn ba được có DNA đã ở bởi giao anh ấy cứ chia lầm nóm mỗi đại nạp chia xác lọc thua lưu riêng cài mà đủ đá bàn tay mến thua lưu DNA thì cứ thua lưu riêng cài bỏ mà được mà chấm luôn cả vì một nút nhóm đăng ha anh ấy chia ba con không ai mua chấm luôn là nó không tắt đầy ảm rích vì cắt mà phim cứ cắt khăn anh phụ viên chào tay mà đồn nè kì dô thả thông làng tới cắt tới vì dư ai bờ mày xây nên nó sọc dương vĩnh để chia của mà đây tôi cả mày bị sao mày muốn cứ để kia kia cho bạch khóc đỏ chào chẳng được khnhiệt đài được khnhiệt đài cả cắt DNA tăng bị khnhiệt không phù nè nâng lầm nom được khnhiệt chẳng biết thằng lại na để cứ cắt tha vừa sân chia tục và đào vì thời tiết vì nó cắt thì chia chung ngữ đi cắt thì chia chung ngữ nó cứ độ DNA nó cắt này là mùi cháo hay cái to bình chẳng từ ok. Nucleotide or particle then rush into correct and repair the damage. Ba chẳng vì là biết năng từ correct từ chút chút lại clone ai vinh và bị mệt cắt phát chào thì the repair strain are then cloned in a lab and put into the body where they replace the flawed piece of DNA. Ba chẳng kỳ năng vô DNA năng vô tới chút chút nó không bị tìm sao nào mỗi cái đạn chỗ nó clone mà được vinh. Ok, này cái chìa bỏ Dr. John, còn nhảy thả mấy chút, còn nhảy thả, we can do it in theory, but in this may take many years before we do it, actually do it. Và we do actually do it. Và pra biết sẵn còn. Nhưng chẳng, có thả, vì xe rí này, vì miền hai cả cắt to DNA, và đỏ DNA xoay chào lại hòn đi. Bạn thấy, dương thời ca phê rọc sắp chân nằm tiệt, bạn ai khai chứa cả bật. Okay, so now we go. What do you know about DNA? Okay. DNA is the construction of gene. Ba, chẳng khi thà DNA cứ chỉ rachna sampon đó bao gene này. Ba, rồi có nè, cứ chỉ rụp hiệp nó cứ chỉ rachna sampon bao gene. Đại dương thật tuốt inherited from our parents. Ba, nè. And determine our physically appearance. Ba, chẳng vì DNA mình tuần tì cầm nọt rụp riêng cái bao dương nâng. Hay away chạy DNA cứ discover by James Watson hay nâng Franklin Crick in 1953 và chẳng nâu thông ta chẳng nàm bọn bọn hạ bày tê đàm nụ dưỡng nâng cứ squal DNA chẳng nâng hàm mà nụ cùng nàm mà nụ cắt lãng kháng có chấp chẳng nàm nâng màu đài bụi ấy bê đàm nụ squal DNA mà nụ cứ chấp đàm sắc xa bì thả DNA chế xấy kì chấp đàm fix DNA bà đà đàm ca bà lật thân nàm bà lật ấy nâng bà thua ấy mà nụ cứ chia ba trong người đại thọ sầm lạp mà được nói tại cá tới chia trong người sầm mạnh trong tiền bạc cho bọn they discover DNA called the full word called oxyribonucleic acid okay nucleic acid say đặt khnía tại say chọn khnía bạc ấy the molecule contain chemical code và cái thà cứ chia molecule tôi đã miền code và code hay code nó cứ khóc khnía tiền ở đôi khnía tiền. Which determine every aspect of a body. Since discovery, scientists have made further progress and are now at a stage where it is theoretically possible to remove, alter, improve, and even create human genes. So, at this stage, people or the scientists not only study about DNA, but they also be able to remove, be able to improve, and even create new genes. That is called a new generation genes, or today we can say human 2.0. Okay, chẳng những ngày hai tháng mà nuôi chấm non tí pì, nhưng mà ngày nước không nuôi chấm non tí mùi nữa và vì ai tha chiên trường trộm nuôi chấm non tí pì và đã vậy, chẳng say cái đó mình chấm non bảo vì
มนุษย์กาปีสมัยมุนกาดสลับชื่อตับประสาทของงอกได้ในสมัยนี้คือมันอาจจะรวยตีลูกตราแต่ควัดตกลวนเอาจังบอกนั่งแบบอาจจะรวย What is DNA? DNA is the basic genetic material present in most animated organisms. Okay, chẳng người ta cứ chỉ basic gen và đại miên là nông cồn say cả đào ấy. Ở đại miên chỉ vật năng lượng hàng đầy, nó cứ sát đại miên DNA tổng hợp ruột trắng virus đài. Chẳng molecules of DNA are found in cell chromosomes. Và chẳng người ta molecule và molecule phía là atom của bọn DNA đang tiết cứ viên nơi nông cell bọn chromosome và chromosome occur in pair và cái chẳng cái thà chromosome cứ vì miễn chỉ cù được nó không rụp DNA chẳng vì miễn cù vì nó cù nhì cù chung mô lần tư occurs in pair one of the one from mother and one from the father và mỗi cứ bàn tìm mà đáy mỗi bàn cả tì ở phục chẳng bàn tìm mà dưỡng việc thà thì trong rịp cả câu này cứ mơ bụi bùng nâng dưỡng ạc đắng dưỡng mơ dạy thà bụi bùng ta tại cái rạc ta ấy tam bất kỳ có mơ đà lương cả ta chung ngư bởi sao bụi nâng tạt lọc tạt khlông bụi nâng lọc cả lập bệnh cứ đạch khát khi bạch trang mình ảo ý khôn khôn nâng cứ dồ tì rủ ấy cái đăng thà bây giờ để bàn chạy màu nâng nâng chung ngư nâng màu tàm xong bây ta chung ngư bạp hết chi ở lời nâng cứ diabetes có chia chung ngư bạp hết to bụi tài và thà vì ai thà nà cốt cái ai chia ba cái ai sang DNA nó phải chia simple vậy chẳng the numbers of chromosome differ from species to species thì thà chấm nôn chromosome trong riêng cái bom đầu dương nó cứ bị đột nhiên tê bị khóc nhiều nhé a human cell has 46 và phần tai bờ chromosome DNA nó không chrom bom đầu dương cứ miễn size của mỗi củ DNA is made up of genes, linear section of DNA molecule which contain the instruction of development of particular characteristics that living things inherited from their forebear, such as even such as eyes color etc. Và trong DNA này cứ chia linear molecule và chia linear molecule đã vì miền được nông riêng cái bọn mình nữa dương tự tu tranh pi inherit và dương tự tu tranh pi là cái chế độ ta bảo dương nâng forebear và chế độ ta dương là đánh mau xong bây giờ bỏ sọn trong bàn chuyện chuyện ở dưới cứ mình bỏ sọn không ai chỉ thò mặt ra nhé để xa ta dèn bỏ dương nâng. DNA molecule contain the genetic instruction needed for cell to organize and functions và chẳng cái thà DNA vì chỉ molecule môi tiết mà đà vì vì cầm nọt nữ a function riêng cái bỏ dương nè và riêng cái bỏ dương thà vì đà bỏ đây bỏ đây ấy cứ xài lửa DNA chẳng bàn chân chết khác cả nó cứ cầm lăng cầm pu cầm lăng mòm muộn và thì hi clear để sao quạt hai phải cho quạt che DNA năng khá đấy bạn quạt sầm lấp nhẹ đã dán sáu chảo đồng bay tục ao ấy nhẹ đã dán lo DNA is a light molecule made up of two separate strands wrapped around each other to form a double helix. Chẳng DNA cái thà cứ chia molecule đại vì chỉ cù và hai vía port khnhi là bình thường một nhé. Để không rụp hiệp chẳng nè. Nàng ngày chỉ cù vía port khnhi là bình thường một nhé. Vì miền ấy dương mình chép vô đi mình tay có thả mưa ta năng hay điện ấy à. In 1955, Professor Alec Jeffrey discovers that DNA of every living thing has its own unique genetic patterns. Bà chẳng có thả mấy DNA bằng một bộ dưỡng cứ mình pattern khó khăn nhiệt tăng ở đôi khăn nhiệt tì. Bà còn lựa có tì hò mua đi cả này fingerprint. Bà cả này fingerprint cứ xin làm bị đáy bỏ dưỡng năng ai. Cứ ở đôi khăn nhiệt tì. Vì ách viên cả này đôi đa, ta không chẳng nào mà được bay buồn liên nhẹ chẳng miễn đôi mà nhẹ chẳng tư. Ta chia xa thả đôi ọt đôi vậy, thả đôi cho nó ngay. Chẳng đời xa ta gen nó ngay, gen cái giáo mẹ đai, gen xây phân nê. Và nè, khóc nha nâng hai tư thua ở cái ách nghi chập cram, và cái chập cram, cái đó diffuse, salt diffuse đi bàn. Cái chạp mà được
đại pra sna mi đại cái chảo đại để chuột nó xong đẹp xem xem nhưng this is the last part of genetics engineering. Say, what about human bodies of the future? What is that human no longer do hard work, manual work? Okay, chẳng mình đâu nói là cốt nâng lên thôi càng nghe na, đã là liên khai nâng bài chỉ càng nghe thôn thôn địa đây. Phụ ấy thời chấm nốt đây mà xin, được chấm nốt đây cường electronic same thing. We use chemical means to transport, mechanical means to transport most of the time. Và chẳng biết chớn cứ chập đàm từ nào mà na, cứ prà tại cường electronic yên electronic nâng cái tóc ấy. Min and vi min do the same job. There is no danger of human race dying out in fact of world overpopulated. Ban chang kru thana dai ka cheng pi ka thua romna kru pi thomachie dai thua mnu slap ai nung nung kamro leng sau min na tam riya ka ba lan min lan slap vay ba min prapuan krup krong kru thomachie min ពលនៅការផលិតភ្លៀងផលិតពលឺអគិសនីបាទសម្បីផលិតប្រាក់ទឹកឬសូចិនថាក្រុងផលិតប្រាក់ទឹកទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាត្រានៃការ danger នឹងគឺកាត់បន្ថយ we wear clothes to keep us warm បាទយើងនឹងពាក់អាវដើម្បីធ្វើខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺកក់ក្តៅអានឹងដូចជាមិនអាចទេនេះនឹងឲ្យគាត់ថាការទូទីមួយឡើយទៅសិនចុះណា Number 6, we travel a lot and live in many different climates. Ba, yeung nung thua damna chrat yeung mun hay ru neu krup kalai tang os. Ba, krup kalai tang os neu lue phan dai bos yeung nam ban pol ko yeung te neu nam ban kram samot kram dai lue dai lue akas knong akas, okay. We have to do a lot of reading and working with detailed material. Ba, we operate complicated machine with our hand and feet. Ba, chang yeung nung pra pra sampara krueng machine phseng phseng dai kan tae complicated vi kan tae chun luen kan tae tomneup. Na, we do not need to respond quickly to physical danger and crisis. Ba, yeung nung rieng kai bos yeung nung chap dam spak sapon. Ba, mien tha leng tha lahuon tiet hai pu yeung pra lue krueng machine chran, manuh nung chamnai piel chran neu mok computer rue ko neu knong bachai vichea na muoy. Cả thua đồng ná cứ tính tất cọ mục tiêu trích làm tất tình hình luôn. 10. Most of our food is processed and does not require biting. Và chân à há và chân đài cứ à nạc của tớ đã cho đồng mốt vì ở lý tớ mong bạch tớ bì chân à tra này cả chưa bỏ dương cả vì phía bỏ dương cứ riêng riêng luôn và sân chìa dương kết thả việc possible possible គឺប្រមាណភាគរយបើវាមិន impossible ប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងណាព្រោះអីការទស្សន៍ទាយពី future ទោះបីជា scientific based ក៏ដោយក៏វាមិនអាច guarantee ថា 100% correct or 90% correct we cannot say like that it depends on our observation our experience okay and make a scientific judgment ba chẳng vì sai lựa cao kết bỏ dương bỏ dương kết bản là o dương observe bản tra ơn dương chậm này phê không ca tạm đàn bỏ ra miền khá chẳng ca tu ti bỏ dương nâng miền phép sọc rạch lại bằng tay bỏ sơ dương cho chất cầm sàn tra ơn chiên ca tạm đàn bỏ ra miền nốt dương nâng ọt đăng dương nâng ai xâm lạch chất khọc mà So thanks for your attention. Hope this lesson will upgrade your knowledge about future, okay, about bio engineering, about industry, okay. Especially, it's good for your future planning for yourself, for your next generation. Okay, thank you.